Mị là Natalia đây. Cùng xem một ngày của Mị có gì nhé. Mỗi buổi sáng Mị thường thức dậy rất sớm trong căn phòng của mình. Mặt trời mới đi qua quá bụi tre, Mị đã dậy rồi. Dậy cái là Mị phải ăn ngay. Buôn làng của Mị nghèo lắm, chỉ có mỗi củ khoai nướng này thôi. Nhưng mà nhà Mị giàu nên Mị ăn ngũ cốc xương xương cho đủ dinh dưỡng. Mà muốn ăn ngon á phải có địa điểm đẹp. Các bạn thấy không? Đấy, ngồi chỗ này có chiêu chiêu không nào? Ăn xong á, Mị sẽ chơi xương xương một trận liên quân. Được mọi người gánh sướng quá à. Đang chơi giỏ thì bố chồng mình, thống lý Gilder gọi đi rửa bát. Mà từ ngày về cái nhà này á, mình bị coi cứ như là người ở vậy. Mình nói với bố nhá, Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Và thế là Mị đi chơi thôi. Lần đầu được lên phố chảy hội thích quá mọi người ơi. Mọi người nhớ đi chơi với Mị ngày 2 tháng 9 này trong Liên Quân Mobile nhé.